Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá tối ngày 7 tháng 3 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin hôm nay. Như những thông tin chúng tôi đã đưa ở bản tin trưa này, Ronaldo đã không góp mặt trong trận thua 1-4 của MU trên sân Etihad. Nguyên do là bởi trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Rangnick đã gặp CR7 và thông báo rằng anh không được đá chính ở trận derby Manchester. Về phía Ronaldo, tuyển thủ người Bồ Đào Nha rất tức giận vì quyết định này. Theo nguồn tin nói trên, sau khi hay tin không được đá chính, Ronaldo đã phàn nàn về chấn thương hông của mình. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, CR7 đã đáp chuyến bay riêng về Bồ Đào Nha để trị chấn thương. Tiền đạo 37 tuổi tin rằng thời tiết ấm áp ở quê nhà có thể giúp anh bình phục nhanh hơn. Tờ The Sun cho biết thêm, cho những buổi đào tạo trước trận derby Manchester, Ronaldo tham gia luyện tập bình thường cùng toàn đội và cho thấy sẵn sàng xung trận. Không những thế, huấn luyện viên Rangnick trong buổi họp báo sau trận hòa Watford cũng đã chia sẻ với giới báo chí rằng sẽ tiếp tục sử dụng CR7 ở đại chiến với Man Xanh. Tuy nhiên kết cục là huấn luyện viên người Đức đã nuốt lời. Có lẽ chính vì sự bội tín này mà Ronaldo đã ngay lập tức bay trở về quê nhà mà không thèm góp mặt ở vị trí dự bị. Về phần huấn luyện viên Rangnick, ông thừa nhận đội nhà thua tâm phục khẩu phục đối thủ nhưng không tin Ronaldo giả vờ chấn thương mà chỉ tin vào những gì đội ngũ y tế của Manchester tuyết báo cáo. Tình hình nội bộ Quỷ Đỏ sắp tới có lẽ sẽ cực kỳ rối ren. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Paris Saint-Germain đang thực sự gặp vấn đề ở Ligue 1 khi thua liên tiếp 2 trận gần đây. Mặc cho những cố gắng của Messi trong việc kiến thiết lối chơi, đội bóng nhà giàu nước Pháp luôn để mất điểm ở những khoảnh khắc không ngờ nhất. Không những thế, Paris Saint-Germain sẽ không chỉ thiếu Mbappe mà còn có thể là Messi nữa. Khi Liên đoàn bóng đá Argentina AFA vừa thông báo, M30 đã có tên trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup năm 2022 cuối tháng 3 tới đây. Trước đó, M30 không thi đấu các trận cuối tháng 1 và đầu tháng 2 khi tuyển Argentina thắng Chile 2-1 và Colombia 1-0. Khi đó có tin, siêu sao này đã chủ động không tham gia thi đấu nhằm dành thời gian tập trung cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain cũng như hồi phục sau khi bị mắc Covid-19. Ngoài ra cũng có tin Messi chủ động không muốn tham gia các trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup năm 2022 vì tuyển Argentina đã sớm giành suất đến vòng chung kết ở Qatar. Mặc dù vậy, mới đây kênh Taxi Sport tiết lộ chính Messi đã chủ động muốn quay trở lại đội tuyển nhằm tránh bị gián đoạn quá trình chuẩn bị cho World Cup năm 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Ở thất bại muối mặt trước Man City rạng sáng nay, khả năng phòng ngự bóng 2 của MU ở trận này thực sự là thảm họa. Scott McTominay, cầu thủ được đích thân huấn luyện viên Rangnick đứng ra bảo vệ tương lai, trở thành mắt xích mỏng manh khiến Quỷ Đỏ sụp đổ ngay trong hiệp 1. Việc không phải cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát khiến McTominay mất đi khả năng phát triển. Tiền vệ người Scotland đang chững lại trong thời gian gần đây và chẳng cho thấy dấu hiệu nào của việc sẽ trở thành một thủ lĩnh của Manchester tuyết trong tương lai. McTominay từ lâu đã không được đánh giá cao về khả năng điều tiết lối chơi, phát triển bóng. Giờ đây, cầu thủ sinh năm 1996 còn không thể hoàn thành yêu cầu duy nhất từ ban huấn luyện, đó là đánh chặn. Sau trận đấu, tiền vệ này còn công khai đáp trả những lời chỉ trích từ thế hệ cầu thủ đi trước. Ai nói cứ việc nói, tất cả đều có quyền đưa ra quan điểm của họ. Nhưng theo tôi, khi đã đứng trên sân, thật khó để nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh. Tôi sẽ xem xét lại ngôn ngữ cơ thể và những thứ tương tự như vậy. Nếu bạn để đối thủ liên tiếp ép sân, bạn sẽ bị trừng phạt. Điều này quá dễ hiểu, tiền vệ 25 tuổi cho biết. Với việc các ông chủ Ả Rập bạo chi cực mạnh trong khi chuyển nhượng mùa đông, Newcastle đang có chuỗi 6 trận bất bại tại Premier League với thành tích 5 thắng 1 hòa, qua đó giúp họ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, leo một mạch lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này, Newcastle hoàn toàn có thể yên tâm về một suất trụ hạng. Tất nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Đội chủ sân St. James Park được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng trong kế hoạch cá chép hóa rồng của câu lạc bộ này. Theo Daily Mail, Newcastle đã đưa Moussa Diaby của Bayer Leverkusen vào tầm ngắm. Ngôi sao 22 tuổi đang là hiện tượng của Bundesliga khi đã có 15 bàn và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này. Diaby vì vậy rơi vào tầm ngắm của rất nhiều ông lớn. Báo cáo cho biết Newcastle sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Pháp vào mùa hè tới. Tuy nhiên, Leverkusen muốn nhận về 75 triệu bảng từ ngôi sao của họ. Hợp đồng của Diaby còn thời hạn đến năm 2025. Barcelona đang hướng đến cuộc cách mạng trong mùa hè năm nay với mục tiêu quan trọng cho tuyến giữa là Aurelien Tchouaméni. Chủ tịch Juan Laporta và huấn luyện viên Xavi đã có những thảo luận về dự án thể thao của câu lạc bộ. Trong đó, việc thay Sergio Busquets là điều quan trọng. Busquets đang là một hạn chế với Barca khi anh trở nên chậm chạp hơn trong các tình huống cần điều tiết bóng nhanh nhất. Tchouaméni được chọn để mang lại cân bằng cho Barca sau khi Xavi theo dõi những tư liệu về anh. Trong kế hoạch của Xavi, Tchouaméni đóng vai trò như chốt chặn để giúp cho Pedri và Gavi thoải mái trình diễn sự sáng tạo. Theo tờ Tutto Juve, Manchester United đang quan tâm đến trung vệ Gleison Bremer của Torino. Tuy nhiên, một đội bóng khác tại ngoại hạng Anh là Tottenham cũng sẵn sàng gửi lời đề nghị chiêu mộ ngôi sao 24 tuổi. Gà trống thể hiện rõ quyết tâm vượt mặt MU với việc chi mạnh tay ở thương vụ này.
Theo Gazzetta dello Sport, Juventus sẵn sàng trao cho Paul Pogba mức lương rơi vào khoảng 75 triệu euro mỗi năm sau thuế nếu như cầu thủ người Pháp trở lại Serie A. Hiện tại Pogba cũng được cho là rất muốn trở lại Turin. V-League 2022 đã trải qua được 3 vòng đấu, tuy nhiên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lại đang không có được khởi đầu tốt. Đội bóng của huấn luyện viên Trần Minh Chiến mới thi đấu được 2 trận và chỉ có được 2 điểm. Đội còn mất thủ môn Thanh Thắng vì dính chấn thương. Điều này đồng thời mở ra cơ hội bắt chính cho Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, ngay cả khi trở lại bắt chính cho Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn này, Tiến Dũng cũng khó lòng ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo để có thể được gọi lên đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022. V-League 2022 sẽ diễn ra một vòng đấu nữa là sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho các giải đấu cấp độ đội tuyển. Trước đó tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, Bùi Tiến Dũng được xem là người hùng và đóng vai trò quan trọng giúp U23 Việt Nam giành được ngôi vị Á quân. Tuy nhiên, phong độ xuống dốc những năm gần đây khiến cho thủ thành quê Thanh Hóa không còn được nhận sự tín nhiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bản tin bóng đá tối ngày 7 tháng 3 của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.